Hello các anh em, lại là mình đây, lại là Ngân Xu đây. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn mới chơi ACE nhá. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi game ACE thôi. Còn những bạn mà chơi giỏi rồi thì vui lòng bỏ qua clip này nhá. Theo kinh nghiệm của người mới chơi thì các bạn hãy để ý ở đây, một ngày các bạn sẽ có 20/20 energy. Thì 20 energy này các bạn hãy dùng cho adventure. Các bạn hãy vào đây và đánh trên bản đồ này nhá. Thì có một kinh nghiệm mà mình mới phát hiện ra, bởi vì mình cũng mới chơi thôi, cho nên mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp đối với những bạn đang tập chơi giống như mình. Đó là khi các bạn chơi, các bạn hãy nhìn. Ví dụ mình sẽ vào luôn trận game để cho các bạn xem nhá. Đây là những con bài, và trên những con bài thì ở bên trên này các bạn sẽ nhìn thấy thanh kiếm bên dưới, đây là khiên. Kiếm này chính là sát thương, chỉ số sát thương. Dưới này là khiên, khiên này là sẽ tự bảo vệ mình khỏi cái sát thương của đối thủ. Và trên đây là chỉ số đánh của đối thủ nhá. Ví dụ như thằng này 456, mình sẽ tính bài ở dưới này xem có đủ 456 không. Nhưng ban đầu cái thằng đầu tiên này này, các bạn sẽ làm sao mà để cho nó. Thằng đầu tiên thì sẽ luôn luôn được ưu tiên phòng thủ và hồi máu nhá. Còn ở đây mình sẽ tính là ở đây là thằng này 456 và mình sẽ xem thằng này có chỉ số khiên không. Thằng này không có nhá thì mình chỉ cần đủ 456 là mình tiêu diệt được nó rồi. Nhưng ở đây mình chỉ có 1 2 3, mỗi chỉ số sát thương là 133 thì nó sẽ là 340 360 đủ. Thì mình sẽ chọn ba thằng này để đánh chết một con này nhá. Ơ đủ không nhỉ? 300 400 sợ không đủ đâu. Cho thêm thằng này nữa đi. Rồi, đánh nhá. Thì các bạn hiểu rằng thì các bạn sẽ phải tính toán cái số sát thương làm sao mà đủ để giết được một cái thằng này và chỉ số của nó trên này này. Đấy. Thế coi như là mình sẽ đánh thắng một thằng. Đấy. Ngoài ra mình sẽ chém lên thằng này bớt đi một chút nữa. Thằng này 456 này, 456 này. Đấy. Các bạn hãy nhìn chỉ số của quân địch này, chỉ số quân địch. Còn cái thằng này chúng ta sẽ luôn luôn ưu tiên là giáp và hồi máu cho nó nhá. Giáp và hồi máu cho nó nhá. Các bạn mới chơi có hiểu không ạ? Khi mình đánh ấy thì mình sẽ nhìn đây, đây là thứ tự số con đánh. Nhưng nếu như mình không chọn bài cho con này thì con này đương nhiên nó sẽ bắt đầu đánh trước. Tuy nhiên, khi mà chọn bài các bạn hãy nhìn vào cái chỉ số. Hãy nhìn chỉ số khiên và chỉ số kiếm này để các bạn chọn bài đánh cho con tiếp theo nhá. Thì ở đây mình không đủ nè. Đó, đấy là cách chơi, đấy là cách chơi nha. Về cơ bản thì cách chơi sẽ như vậy, còn chơi giỏi hay không thì lại phụ thuộc vào cái sự tài năng thiên phú của các bạn nữa nha. Ok. Các bạn hãy nhìn đây, mình sẽ định đánh cái thằng 417 này này, nhưng mình sẽ vào xem và mình thấy nó có 50 khiên, tức là mình phải có 467 thì mới đánh được nó. 1 2 3 4, mình sẽ đánh được nó. 1 2 3. Chọn thêm một con nữa, thêm con này nữa đi. Rồi, ok, mình sẽ giết được thằng 417 này nhá. Các bạn hãy nhìn xem. Đó. Các bạn chọn thiếu thì sẽ không giết được nó đâu. Các bạn sẽ phải tính toán một chút nhá. Đấy, nó đánh mình này, nó vừa đánh mình mất 186. Bây giờ của nó là 456 và chỉ số khiên của nó là 50. Có nghĩa là mình phải có 506 thì mới đủ. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 12, 500 đủ. Đủ nha. Ok, giết nó đi anh em. Giết nó đi, giết nó đi anh em ơi. Đó, các bạn thấy không, mình sẽ phải tính toán cái chỉ số sức mạnh đó để mình sẽ ra quân bài đủ để đánh nó nhá. Cái này chắc là mình sẽ thua thôi, mình sẽ không thắng được bài này đâu ha. Các bạn mới chơi chú ý nhá, tại sao mình lại nhắc đến cái chỉ số energy ở đây. Khi các bạn chơi adventure, có nghĩa các bạn đánh với máy tính, thì trong trường các bạn thua các bạn sẽ không bị trừ energy, nhưng nếu các bạn thắng các bạn sẽ được cộng thêm điểm kinh nghiệm này, level này, sẽ được cộng thêm tiền SLP này. Đấy, thì tài khoản của các bạn, quân tướng của các bạn sẽ tự nhiên được tăng thêm sức mạnh. Và sau này các bạn kể cả các bạn dùng hết energy trong này để dùng cho adventure, thì sau đó các bạn chuyển sang đánh arena sẽ nhàn hơn rất là nhiều nhá. Và con của mình đánh nó cũng sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao chúng ta dùng energy cho adventure nhá. Các bạn ơi, các bạn hãy lưu ý đây chỉ là hướng dẫn cơ bản nhất dành cho những người mới tập chơi game ACE thôi nhá. Còn nếu các bạn muốn chơi giỏi hơn ấy, thì các bạn phải lên Google để tìm kiếm về ý nghĩa của những lá bài trong game ACE, thì các bạn mới từ đó để đưa ra những chiến thuật tốt nhất cho team của mình được. Chúc các bạn thành công. Let's go.